Hello, xin chào các bạn, chỉ còn 2 ngày nữa thôi vì tường Rossi nhà thám hiểm kéo lê thê đốt bạo phê sẽ ra mắt tại máy chủ mặt trời của Mobile Việt Nam. Chính vậy mình sẽ làm video clip để trình bày các bạn đồ chơi, trang bị và bảng ngọc để các bạn chuẩn bị có quyết định là mua vị tướng Rossi hay không nhá. Một vị tướng chơi rất nhây của trò đánh quân Mobile và có thể khả năng đốt dọc đường, đốt bạo phê như vậy. Trước hết chúng ta sẽ mua tướng nha. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu cái bộ kỹ năng của vị tướng Rossi đã anh em ơi. Nội tại cốc lửa, mỗi 50 máu tối đa giúp tăng 1 công phép. Như vậy thì 15.000 máu ở late game sẽ có 300 công phép cho các bạn. Ngoài ra các đòn đánh thường thứ 3 trúng đích sẽ giúp hồi 8% năng lượng tối đa. Đồng thời khắc một dấu ấn cốc lửa lên nạn nhân trong vòng 5 giây. Cái dấu ấn cốc lửa này có tác dụng như thế nào thì các bạn sẽ xem kỹ năng tiếp theo nha. Kỹ năng 1, pa tanh lửa. Hồi chưa 5 giây và năng lượng chỉ có 16 mana thôi. Nhưng mà nó sẽ đốt năng lượng khi mà sử dụng cảnh chưa 1 anh em ơi. Đấy, Rossi tự tiêu hao năng lượng liên tục để duy trì vật lực ở dưới chân, khiến mọi người cô lướt qua đều bùng cháy trong vòng 2,5 giây. Tàn lửa gây 35 cộng 16% công phép thành sát tương phép mỗi 0,5 giây đến các đơn vị trong vùng ảnh hưởng và tối đa có thể cộng dồn đến 3 lần. Nghĩa là cái chiêu này sát thương đến tốc địch đứng ở trong cái thịt nửa trong vòng 1,5 giây là có thể bị cộng dồn 3 lần sát thương phép của cái chiêu thức này rồi. Và đốt sẽ rất thấm anh em ơi, đốt bạo phê mà. Nếu nạn nhân trúng chiêu đang chịu dần quốc lửa sẽ khiến Rossi được hồi 1% máu đã tổn thất và tăng lên thành 2% nếu là mục tiêu là tướng địch. Đấy, một cái chiêu này thì đốt sát thương phép rất nhiều và cái độ nhây khi mà Rossi càng ít máu thì càng hồi nhiều máu anh em ơi. Rồi sang chiêu thứ 2, bao lâu lửa. Rossi tăng 20% tốc chạy và tạo lá chắn lửa giúp trận 150 cộng với 207. Cái 207 màu đỏ này chính là 6% máu tối đa sát thương trong vòng 3 giây. Và trong suốt thời gian này, 3 giây này, các kẻ địch va phải Rossi sẽ bị làm chậm 50% tốc chạy trong 1,5 giây anh em ơi. Ở đây chiêu làm chậm rất quan trọng và khi kích hoạt anh em cố gắng chạm vào tướng địch nhé. Chiêu thứ 3, keo lửa. Cái gì đây? Anie, cái con hỏa linh anh em ơi, bay đến luôn mục tiêu đầu tiên tóm được về phía bản thân trong 2,5 giây và giúp Rossi làm mới thời gian 3 tanh lửa. Đồng thời, khắc dấu ấn cuốc lửa lên nạn nhân và gây 75 cộng với 4% máu hiện tại của mục tiêu thành sát thương phép. Cái chiêu này khống chế rất là tuyệt vời anh em ơi, có thể giữ tướng địch trong vòng 2,5 giây. Và sau khi chiêu kết thúc thì suốt thời gian này Rossi đi đâu nạn nhân sẽ bị kéo đến đó. Và thậm chí có thể kéo vượt địa hình, bù lại nạn nhân được miễn các cái hiệu ứng khống chế đây khi đang bị Rossi kéo nha anh em ơi. Đó, một cái chiêu khống chế 2,5 giây. Nhưng mà cái chiêu này mình đã test rồi, hơi khó dùng nên các bạn dùng phải chuẩn xác nhá. Áp sát thật gần để dùng cho nó chuẩn. Thôi cái chiêu này nó cái khoảng cách nó khá là ngắn. Các bạn có thể thấy là kỹ năng của Rossi khống chế có, nhất là chiêu cuối khống chế rất tốt. Thượng sát thương phép ở chiêu 1 thì lại quá lớn ở thời điểm đầu game. Đấy, chiêu 2 tăng tốc chạy và chiêu 1 cũng có khả năng hồi phục máu và tạo độ nhây cho vị tướng Rossi này. Vậy thì trang bị của Rossi như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Ok, trang bị Rossi thì mình nên như sau. Mình sẽ sử dụng phong cách bảng bổ trợ chống trị dìu Leviathan anh em ơi, vừa có máu đa vừa có gây sát thương phép xung quanh, rất thích hợp với Rossi. Đối tốc chạy thì chúng ta lên cái giày hộ vệ. Rồi, tiếp theo đối thủ thì các bạn sẽ lên cái giáp Rea tăng khả năng hồi phục này. Đối thủ tiếp theo thì sẽ lên khiên tuyết truyền. Rồi, sau khi lên khiên tuyết truyền thì các bạn lên cái giáp thống khổ. Và đối cuối cùng thì các bạn sẽ lên cái món đồ phù chú trường sinh. Cái giáp hộ mệnh thay đổi ngoại hình anh em ơi. Giống một con phượng hoàng lửa, phượng hoàng bất tử anh em ơi, có thể hồi sinh. Ok, đó phần trang bị. Còn sang phần bảng ngọc cho vị tướng Rossi.
Hiện tại mình đang cho bản test nha. Đích này thì nó chưa chưa đủ bằng ngọc anh em ơi. Chưa đủ level 30 và bằng ngọc thì chúng ta chưa thể ép hết được. Rồi mình sẽ dùng ngọc như sau. Ngọc đỏ các bạn sẽ ép ngọc tốc đánh 1%, Motoda 33 và giáp 2.3 nhá. Cái này con Doshi này thời điểm đầu game thì các bạn có thiếu ngọc của anh em ơi, thiếu một viên. Mình sẽ ra mua ngọc tốc đánh máu giáp. Ok. Ở ngọc tím thì mình đã sử dụng bảng ngọc như sau. Sẽ là ngọc 1% tốc đánh và 100% tốc chắc chạy. Con này rất là cần tốc đánh để các bạn hồi phục mana nhé. Và khắc dấu ấn quốc lửa đến tướng địch. Đấy, đến ngọc ban đầu là mình có cái tốc đánh và tốc chạy cũng rất quan trọng với Doshi. 1% tốc đánh, 1% tốc chạy anh em ơi. Tất nhiên là mua 10 viên. Ok, và bảng ngọc lục cho vị tướng Doshi. Doshi ngọc lục thì mình sẽ khuyên dùng các bạn sử dụng bảng ngọc giáp và giáp phép để tăng độ trâu cho Doshi, độ nhây ở cái thời điểm đầu game để có thể cắn nước team địch ở cái EB1 rất tốt. Ngọc lục là 5 giáp, 5 giáp phép anh em ơi. Đầu rồi, đây 10 viên. Ở đây các bạn là không có bảng ngọc 5 giáp và 5 giáp phép thì các bạn có thể dùng bảng ngọc máu tối đa và hồi chiêu nhé. Đó, nhà với cái bảng ngọc này thì khi đủ 90 điểm thì sẽ có 20% tốc đánh, 10% tốc chạy của các bạn, 300 máu tối đa, 60 giáp và tầm 70 giáp và tầm 50 giáp phép. Đó, rất là trâu của các bạn. Giúp Doshi đánh rất tốt, mình thấy là bảng ngọc này rất phù hợp với vị tướng Doshi. Ok, sau phần hướng dẫn các bạn chơi vị tướng Doshi, một vị tướng đấu sĩ kiềm đỡ đòn nhưng mà tốc độ farm siêu nhanh với chiêu 1 trực 3 tanh. Farm thì nhanh vô đối là đốt bạo phê. Đốt tiếp này bạn ơi. Đó anh em ơi, các bạn thích đốt nhà không? Các bạn thích đốt đường thì các bạn chơi Doshi nhá. Gấp luôn, mình còn chứng trị này, mình để dành chứng trị đây. KS màu đỏ xong về. Về bạn ơi, tốc biến. Ôi bạn này cầm hồi máu. Bạn whip hy sinh nhưng cái tạc đạn của bạn đấy là rất là thốn mà dừng team bạn không chạy được rồi. Chào bạn Joker nha. Con này có bùa xanh thì vô cùng sướng bởi vì có bùa xanh các bạn có thể kích hoạt chiêu 1 mà không sợ bị tụt hết mana, nó sẽ hồi lại cho các bạn. Vì cái tốc độ tụt mana thì nó cũng không quá nhanh đâu. Các bạn hoàn toàn có thể đánh thường để hồi phục mana. Bằng 3 phát đánh thường sẽ hồi 8% mana tối đa. Rất tuyệt vời em ơi. Vì vậy thì đầu game mình mới khuyên các bạn dùng bảng ngọc có nhiều tốc đánh như vậy. Bảng ngọc đỏ và ngọc tím sẽ có 20% tốc đánh cho các bạn khi các bạn mắc ngọc nha. Đó, sẽ rất nhanh hồi mana cho các bạn và tạo cái dần quốc lửa. Cái quốc lửa thì sẽ giúp các bạn hồi phục mana, hồi phục máu ấy. Nhưng hồi phục máu là rất là quan trọng và tạo độ nhây để khi đánh Doshi hiệu quả hơn. Hiện tại thì mình đang chơi trên chiếc máy Xiaomi Black Shark. Máy thì rất là to, một cái bàn tay đấm và cái ăn tính để trụ thì nó rất là nhỏ, nhiều khi mình bấm nhầm ý. Mới tập chơi máy mới mà. Và cái độ led của cái máy Xiaomi Black Shark này hiện tại là khá ổn rồi em ơi. Không biết các bạn thấy độ led có ok không? Nhưng mà đây là dòng máy tỷ lệ là 18.9 nhá. Ok, kéo đây. Kéo lê thê. Có thể kéo rất xa, khống chế 2.5 giây liền. Cướp luôn bộ đỏ này bạn ơi. Cướp đây, cướp này. Rồi. Có cướp không ơi? Vẫn giữ được kìa. Ôi thôi, thanh niên bật chiêu cuối lên. Thôi. Ngu người. Thôi. Thôi nghịch ngu anh em ơi.
Kinh quá. Thực sự là pha đấy mình hơi ngu rồi. Bởi vì động cơ nó bật chiều cuối nên bắn rất là tốn. Cộng đến 100 công lý mà nó bắn áp sát nữa, rất là đau. Tôi không sao. Lần sau rút kinh nghiệm không thể ảo tưởng sức mạnh được nữa. Anh em chú ý nhá. Đánh Doxy thì không thể ảo tưởng sức mạnh được như vậy. Các bạn phải tạo dấn quốc lửa lên tướng địch để tạo được nhây được nhá. Team bạn đánh kinh phết đấy. Có lợi thế cái này lát trụ luôn. Kéo này. Kéo trứng thanh niên có hồi sinh như. Ok, rất đông, sát thương rất nhiều. Nhưng mình cũng rất là trâu nha, rất là khó chết. Chạy rất nhanh với 10% tốc chạy từ bảng Ngọc. Thực ra thì nick này Ngọc chưa full. Bởi vì mới level 2 mấy thôi. Thế tốc chạy chưa được cao. Nếu mà chơi ở bản chính thức mà tốc chạy 10% thì nó sướng hơn nhiều. Vì tướng Doxy sẽ ra mắt máy chủ mặt trời vào thứ 6 tuần này các bạn ơi. Dự kiến là như vậy. Và giá bán thì chưa được công bố chính thức, nhưng mình nghĩ là vị tướng này sẽ bán tầm 18k vàng và quân huy như là sau khi giảm giá còn 300 bao nhiêu ấy, mình không nhớ. Quên rồi. Nói chung là tầm đấy. Hết mana rồi không đánh đâu bạn ơi. Còn giá chính thức thì mình cũng chưa biết đâu anh em ơi, có thể nó rẻ hơn. Chứ vị tướng này không vào kho báu được. Một chất tướng đấu sĩ đỡ đòn rất là khó vào kho báu anh em ơi. Ở con này thì mặc dù kỹ năng chơi chiêu 1 rất là sướng, chiêu 2 khống chế rất chiêu cuối khống chế rất là tốt, nhưng mà lại hơi khó dùng. Các bạn phải áp sát tướng địch và phải dí chuẩn xác. Cái tốc độ bay của chiêu cuối nó hơi chậm và cái khoảng cách cũng quá ngắn. Đấy. Cố gắng phải đánh thường nhưng mà rất là khó áp sát đánh thường này. Dí. Rồi, có hồi máu anh em ơi. Thì bạn Maza là rất là xấu và chết rồi. Maza có cái chiều cuối rất là khó chịu. Nó có né sát thương được và... Anh em chú ý nhá, đánh Doxy thì nếu đội hình team bạn nhiều vị tướng xạ thủ mà nó cấu rỉa từ xa nó quá khủng bố hoặc là nó cấu rỉa rất là thốn thì các bạn đừng đánh Doxy nhá. Nó rất là khó đánh. Doxy sẽ khắc tinh những vị tướng sát thủ này, những vị tướng đấu sĩ đánh gần đó, còn những vị tướng đánh xa thì có thể tiêu diệt Doxy từ xa và rất là thốn, đặc biệt như con như Valet, Slim, nói chung là những vị tướng đánh xa, Van Hên vân vân. Một con thì không sao nhưng nhiều con thì rất là thốn đấy. Nhưng mà tất nhiên khi gặp những đội hình như vậy thì các bạn phải cần có đồng đội thì mới độ nhây tốt được và cố gắng tóm chiêu cuối vào những mục tiêu chủ lực tìm bạn. Ở độ nhây của Doxy thì đừng hỏi rồi. Đó. Máy này mình đánh không quen. Mua lần trước thì mình quay clip thì cũng bị mờ, thành ra không dùng. Bây giờ thì sửa mờ được rồi, đỡ mờ hơn nhưng mà chơi lại không quen. Do nó bị tràn viền ra, thứ nhất này, đấy, kéo chiêu cuối rất sướng. Thứ hai đó là cái nút đấm thì rất là nhỏ. Ok, mình tanh cho anh em đánh đi. Chạy làm gì, nữ bố ơi. Đó, đó, hay quá. Còn hồi sinh này, tê tái bắt đầu. Cái này quan trọng nhất là các bạn phải dùng chiêu cuối chuẩn xác. Nó khống chế rất là lợi hại. Nhưng mà các bạn phóng chiêu cuối hụt thì cũng rất là tệ đấy. Thành ra các bạn phải áp sát và tấn địch hết cái chiêu bay nhảy hoặc cái chiêu tăng tốc chạy thì mới dùng chiêu cuối nhá. Đầu tiên thì kích hoạt chiêu 1 trong dùng chiêu 2 áp sát thôi anh em ơi. Và cố gắng cùng chiêu 2 chạm vào người tấn địch để làm chậm. Đó. Sau khi làm chậm được rồi thì dùng chiêu cuối sẽ dễ dàng hơn. Hiện tại mình hết mana rồi. Và đi hồi mana bằng việc đánh thường. Đánh thường, đấy. Rồi rất là nhanh em ơi, 8% một phát. Như vậy tầm hơn 30 phát đánh thường là mình có thể hồi đầy mana. Đó.
Thực sự là rất là sướng, hồi máu thì có thể hồi bằng chưa một rồi, hồi mana thì phải đánh thường. Rất sướng em ơi. Đốt thì rất là thấm. Ở level 5 chiêu thức đốt nó là hơn 300 đam phép, cộng với đam phép thuộc lưu đi với than nữa, đốt sẽ siêu thối anh em ơi. Ôi không đến. À kinh quá, vào đây các bạn ơi. Kéo được một đồng chí này. Chết luôn. Đấy, cái cáp sát anh em kéo thôi. Giết ngộ không luôn. Mình thứ nhất là mình có cái bùa rơi, thứ hai là mình có ngọc tốc chạy, ngộ không chạy lên quận. Đấy. Cướp luôn được bùa xanh. Ngộ không có bùa xanh mình mới truy sát, chứ không thì mình cũng không truy sát làm gì anh em ơi. Bùa xanh rất là quan trọng với Roshi. Hồi mana và có thể đốt khắp map. Vô cùng sướng á. Ở Roshi thì không cần quá nhiều hồi chiêu, chính vậy mình lên cái kéo với đây. Mình sẽ lên cái khiên thất truyền thay khiên huyền thoại em ơi. Các bạn cũng có thể lên khiên huyền thoại. Mình thấy là khiên thất truyền hợp lý hơn. Rồi đông quá. Đông quá các bạn ơi. Đông quá, vào đây. Các bạn có thể lượt trượt ba tanh nha. Cứ đi vòng là tướng địch dám bảo cái đống lửa của mình thôi. Gọi là cháy sấp mặt đấy, ngộ không này. Xem có chạy được không. Rất cố gắng chạy với chiêu tàng hình và cân đầu vân nhưng mà cũng vẫn bị chết anh em ơi. Phải gắt chứ, đánh là phải gắt. Làm gì có chuyện để chạy thoát được. À, một vị tướng là quan trọng nhất là kỹ năng di chuyển, còn kỹ năng sử dụng kỹ năng thì mỗi chiêu cuối thôi. Đó, ơi, lúc là hắn dùng chiêu cuối cơ. Đấy, thành là mình tóm chiêu cuối hụt. Tiếp thổ báo anh chàng được bố của team ta. Và chắc chắn là sấp mặt rồi. Về đâu bạn ơi, hết sạch mana này. Cái sạch mana các bạn đi đánh thường vào quái hoặc lính để hồi mana nhé. Anh em trong bản test được cái rất là hổ báo. Vì nhiều khi là hổ báo quá trời thì các bạn này có hổ báo hơn mình rất nhiều. Rồi kéo một đồng chí ra để cho lính phá trụ. Không thành công rồi. Ý đưa giết được Joker. Mana của mình cũng gần cạn kiệt rồi anh em ơi. À, con này cân 2 bị tướng đánh gần rất là tốt. Có thể là cân 3 đánh gần được. Mà sợ những cái thanh niên đánh xa thôi. Joker thì đam rất là nhiều cùng chơi. Kết quả chiều cuối lên thì bắn rất là thốn. Mình có giáp mà thống cổ rồi thì không sợ đâu. Vào đây hai chàng trai. Có với đầu cơ của đam nhiều thôi. Bật chiêu cuối lên bắn rất thấm. Nhưng mà mình có khả năng hồi phục nha. Đó, đó, hồi rất nhiều. Đồng đội đến thì hai bạn lên bản đánh súng nha. Ở con này các bạn đánh phong cách nhây giống những vị tướng Adum ý. Mình thấy con này bản chất gần giống kiểu con Adum. Chiêu 1 cũng đốt sát phi em phép liên tục xung quanh này. Đó, chiêu cuối cũng khống chế 2-5 giây này. Chiêu 2 cũng làm chậm tốt. Rồi tăng tốc chạy. Đó, gần giống như nhau. Ok, bây giờ giữ chiêu cuối thì chết sát tiết. Nếu mà áp sát mà không cần phải kéo ra thì các bạn không phải kéo tới địch đâu, cứ đứng im mà đánh nhé.
nó vẫn không chế 2,5 giây nhé. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một ứng dụng rất hay, ứng dụng có tên là Hubo, sẽ giúp các bạn tìm kiếm những người huấn luyện viên, bạn bè cùng chơi để chơi được profile tốt hơn. Và tất nhiên ứng dụng này sẽ tính phí nha anh em ơi. Ứng dụng chi tiết thì các bạn sẽ xem ở phần cuối video của mình. Hubo, huấn luyện viên eSport là một ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm những người đồng đội chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Cơ hội sát cánh cùng với những huấn luyện viên nổi tiếng và đẳng cấp, cũng như được liên tục cập nhật những kiến thức về game mọi lúc mọi nơi. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện, còn chần chừ gì nữa, hãy tải Hubo trong ngày hôm nay thôi nào. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.